Vâng, đây là phương thức trộn men hơn. Đáo đi đáo lại nhiều lần mới nó mới đều được. Thì hình là công việc xong rồi, gà quét nhiều lắm anh em, làm con gà luộc đi. Sống ở được bác, à sống ở cái bác. Cái à? Con cái là khó bắt lên nhanh lắm. Cái này thì mình phải rớt trước, không rớt trước hiện giờ thì hay lừa vào đâu bác. Gà này Tết thịt vậy các bác, chỉ còn ăn chục con gà to thôi, mới gà nhỏ giờ mới đang còn phải tháng 5 mới được ăn. Đấy, cái ban gà mái cái bắt một con nó cũng khó khăn. Hay lừa đây bác nhỉ? Đấy, giờ đôi gà sống này mà cho vào luộc không mỗi người cái đùi ăn thì nó mới bố cháy này. Ái giả vào rồi, cái con vàng nó già rồi bác không biết không? Cái con nó già là đẻ vợ trứng là mình
thì trước. Mấy cân bác? Con này nuôi cái mới ngon này. Nay không phải mới vẽ rồi mà nay là gà già rồi. Gà lâm lưng. Gà, vâng, gà gà lâm lưng ạ. Không, các cu ngồi nó là gà lấm lưng xóa sưng gì đấy. Đâu tranh về thì ra nhé. Con này hôm nay luộc này, lòng lâu miến này, chân giò thì cho vào luộc này, nó mới để bánh đan lem nữa này. Đấy, tình hình công việc xong thì anh em lại làm bữa các bác ạ. Bây giờ xin mời các bác nhé, cùng tập trung làm với anh em chúng tôi. Vâng, gà đã làm xong, bây giờ thì cho vào luộc này. Đây, con gà thì cái đấy rất là ngon. Vâng, sau xong cái khoản gà thì bây giờ thì còn cái những cái móng giòn mình cho vào luộc nữa này. Rửa sạch, cạo sạch sẽ cho vào luộc với thịt này. Thế là hôm nay chỉ có 3 món, thứ nhất là gà luộc, thứ hai là móng giò cũng luộc và thịt lợn cũng cho cái luộc. Này cách đây 20 năm là các phụ nữ là mới đẻ đấy, là hay được ăn cái này lắm rồi. 20 năm trước này quý hóa lắm ấy, không mình bình thường. Thế bây giờ thì ai cũng được ăn. Được ăn. Giờ đàn ông ăn nóng sữa nữa kìa. Đây mà sạch sẽ lắm rồi. Thân nó phải đền ngồng các bạn ơi, hôm nay chưa ngồng. Chưa ngồng thì... Để xào không? Vâng. Thế được rồi. Rau xanh đã về bác ngọt nịm như... Đóng đồng. Đóng đồng. Rau xanh ngọt nịm. Cà chua thôi mà sai lắm các bác này, cái món làm cho một ôm cá thì tuyệt vời này, mà xanh vừa chín này, rất hơn. Cái nhỏ xuống rất là ngon. Chỉ có ông Dương Du Lịch với cái ông dân bầu cứ làm cứ cồn chứ tôi đâu có chạy về chạy trước ở đảng phân công thì tôi làm. Lá chanh thôi, chỉ gạo có lá chanh. Thank you.
tiết này, bột canh này, lá chanh này. Mì chính này, mì chính đã nhỏ vớt này, cho một tí lá chanh vào này, rất thơm lá chanh này, chanh cho cái này thơm này, vớt này. Thái chưa? Bắt đầu thái các bác ơi, thịt luộc nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Thịt thừa nâu, thịt lợn mới tươi nhưng mà lợn sạch. Đánh muốn đĩa này thôi cho bác Khải nhé. Đĩa được. Ai? Kẻ tội. Xoài á. Bưởi mới là đẳng cấp. Bây giờ là món thịt ba chỉ chấm mắm tôm. Do chị Lò Thị Trinh trình bày. Thái rất mỏng hơn tí nữa, chấm trong chốc quấy nó mới ngon. Bóng như tờ giấy đấy. Cái này chỉ có 50 quá ngon lắm. À lại 50 nữa kìa. Cái này còn ai nữa? À bác Hằng. Đấy vui rồi. Chị Trinh chị thái rất chi là dẻo. Bây giờ kiếm cái mỏng như tờ giấy cua lia. Bây giờ còn một người lại đi đoán gọi là lãnh đạo nữa kìa. Lãnh đạo là thích ngồi SH kìa. Chú đi cái xe đạp và chú đốt. Không, đâu ngồi trên sông Tư Dông. Món thịt ba chỉ của chúng tôi hôm nay là chấm mắm tôm. Đã mình tỉnh thật. Thế còn muốn cà da thì tí nữa mà dươi tí mà đấy, tí dươi và cái món hành xào tỏi. Thế còn ếch xào măng thì khả năng để chiều thôi. Chú bình tĩnh thôi nhá. Đấy, chú cứ đi mạnh xong chú phanh gấp. Thì tháng được mời các bác vào ăn cơm thôi. Ngon này, ngon này cái này. Anh ơi, thôi rượu, uống rượu gì đây? Cái rượu gì đấy em ơi? Mà tích để cho anh ở bên phía còn hai bác có chủ tịch cái bác chứng ban. Ếch chi man, hai bác là ếch chi man. Hai bác là tôi uống nữa. Đây là chân giò đúng không? Không nhớ cái chân gì nữa. Gà lấm lưng. Gà lấm lưng. Gà lấm lưng tám nước. Gà lấm lưng quá. Mày phơi hết kìa. Chiều lấy thì cứ mặc quần gì phơi hết. Phơi. Anh nó nắng thì nó lên nắng quần ra. Này cái chân giò à? Xú giò đấy. Uống rượu cái này là nó chính là nắm sữa. Nó lưỡi. Đấy, thích chấm nó thì chấm. Nó là sữa chảy trong tông. Bác ơi ăn dần đấy bác ạ. Đây một nồi cá chóp và cá chép ôm dư cá chóp cá chép ngọt ngọt. Cháu xin ông lấy con gái 2 chiếc, còn rộng.
Lão ra cái giá. Cái đúng một bữa cơm nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Táo, rượu táo. Đấy uống cho ngon nhỉ. Rượu ư? Không, cô uống mà xem đấy đi. Có chắc có đúng đấy thôi mà. Uống có sợ, uống một cái. Bia đỡ kia cho anh. Đi. Quay thì cả. Anh hấp dẫn này, đang hấp dẫn này nhá, gì nó lại đến máy điện 5 năm, máy điện 5 năm này, năm năm mà anh đã thịt, năm năm máy điện, không có này máy điện đúng phải mấy năm rồi đấy, chưa, như bác qua bảo là mấy năm, hấp dẫn chưa, già rồi thì phải thay đi anh, răng có chắc không mà răng nhai, phải cầm tay, không nhưng mà da giòn, hơi già nhưng da giòn, đính cái chót, gà vẫn ướt. Anh nghe nói nước phở câu chưa? Gà cái ghẻ 5 năm. Câu quái và để phần. Phở câu được ngon lắm bạn. Ăn chỉ nhầm nhầm cái phở câu. Thằng nước móng là cơm nước trà dai. Tóc cũng được. Cô ăn phở câu này hình như là tóc đấy phải không? Ăn đẹp dai. Nhưng phải ăn cả cái nhân vàng vàng ấy cơ. Ồ thế thì lạc hậu rồi, cái đấy mới là cái chữa tóc đen. Mai về nhé. Mai về. Để chiều nào vẫn ngang thì vẫn đại nút, làm tiết canh cũng mới hỏng. Ơ dè, tiết canh. Hả? Làm tiết hết rồi. Nhất thôi anh vào nào. Nhất được gió quê rồi. Tổng thừa. Quân Yên này tôi đang tính là chị bà công thì tối nào là... thì tôi chỉ đi tối là tôi sáng thực tập ở nhà. Chị bà công thì Khánh Hồng chị. Bóng bóng tiền hơi á. Nếu mà Nga đi tôi nói câu ba trận thì. Đây. Một cái xé. Thì ăn hết được. Chị chặt được cả. Quân Yên này. Thôi ăn đi. Ăn đi. Đấy. Đúng không? Đây không ăn. Nè, em gấp. Nói rồi thì cái này này. Để chống em nghiên cứu lộ tổng hợp qua đông bác khuya tôi đây rồi anh em gấp rồi gọi là trên này cho bác Khải bác khuya cứ cho nhiệt đây thì giải bác Khải bác Khải đây chăm cho bác miệng này cơ mà ngon lắm. Đây cho bác anh miệng cũng như cho anh miếng đẹp này này đây cho bác khuya này anh tự gấp rồi anh thích cái gì đây anh gấp được từ tao mới lên cho anh cái này đây. Không, tao còn miếng đẹp. Anh nghe kiểu viêm thúy lắm đấy. Đây. Nói đùa đi cho anh cái khác thật những hình mặt. Lâm lên tầm ngoái, à có gặp rồi đúng không? Gặp nước lên rồi. Thì ngồi đây chỉ còn nếu em ăn đúng 5 phút xong. Đến em thật. Nếu ăn cơm. Thì. Tâm sự. Ngồi lên đúng, em mà không chịu em ăn 5 phút không biết. Đầu tiên bên này anh cho vào trong lên cháo mà ăn từng ngày ăn to ăn đúng không củ quay to rất là ngày năm lúc đi và tối rồi không ăn thì bỏ ăn khoai chè khoai bao hạt sen hôm qua lại ăn lên đầu tiên khoai cần khoai anh ngô là rau đấy chứ không phải gì cả khoai là khoai tây lúc rất ngon. Tôi cũng nấu khoai cho từ giờ đến cuối tháng này. Nhưng em nó không ăn được chị. Nó bị trong gương ấy. Nhưng chứ không trồng được. Đó là rất dữ. Thế em muốn ăn